Soi kèo Kyrgyzstan với Uzbekistan 22:30 ngày 25 tháng 12. Khép lại tháng 11 bằng chiến thắng tối thiểu trước Oman tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, Kyrgyzstan đang tạm thời đứng thứ ba tại bảng D với 3 điểm. Hiện đang có cùng số điểm với vị trí thứ hai của Oman nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng và đang kém ngôi đầu của Malaysia đến 3 điểm. Với việc vòng loại thứ hai vẫn còn đó đến 4 vòng đấu, thì cơ hội để cho thầy trò huấn luyện viên Takovic có thể bước tiếp vào vòng trong là vẫn có. Thế nhưng để làm được điều đó, thì e rằng đội tuyển Kyrgyzstan cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Chính vì lẽ đó khi mà các đội bóng đang bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, thì Kyrgyzstan đã đăng ký đá đến 2 lượt trận giao hữu trong những ngày cuối năm với Uzbekistan và tiểu các vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Mở đầu bằng cuộc đụng độ với Uzbekistan, tuy cả hai đội bóng đều cùng thuộc khu vực Trung Á. Nhưng cả hai rất ít khi gặp nhau ở các giải đấu chính thức khi mà giải vô địch các quốc gia Trung Á vừa chỉ có giải đấu đầu tiên vào tháng 6 năm 2023 mới đây. Còn nếu xét về các trận đấu giao hữu, thì trong cả 3 lần gặp nhau gần nhất với Uzbekistan, thì họ đã để thua sấp mặt cả 3 trận, và trong đó không có trận nào Kyrgyzstan để thủng lưới ít hơn 3 bàn trước Uzbekistan. Qua đó, có thể dự đoán được phần nào đội bóng lép vế hơn đang chính là Kyrgyzstan, và sẽ không dễ để cho đội bóng của huấn luyện viên Takovic có được kết quả tốt trong trận đấu này. Phía bên kia sân, trải qua 2 vòng đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, thì Uzbekistan đang cùng với tuyển Iran dẫn đầu tại bảng E với 4 điểm, tuy nhiên họ vẫn đang xếp sau đội bóng thứ 34 về hiệu số bàn thắng. Trở lại với trận đấu này, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Katanic trong năm dương lịch 2023 và sau đó họ sẽ bước vào Asian Cup 2024 vào giữa tháng 1 sắp tới đây. Vì vậy, đây không chỉ là trận đấu giao hữu bình thường, mà còn là trận đấu cuối cùng để cho huấn luyện viên Katanic có thể thử nghiệm chiến thuật, cũng như cho các cầu thủ có sự liên kết với nhau sau khoảng thời gian dài không cùng khoác màu áo đội tuyển quốc gia. Thẳng thắn mà nói, Kyrgyzstan không phải là đội bóng quá đáng sợ đối với Uzbekistan, nếu như không muốn nói đội bóng chủ nhà chính là cái tên ưa thích của Uzbekistan. Cần biết lần đầu tiên hai đội có lần chạm mặt nhau vào năm 2007, và kể từ đó cho đến nay cả hai đội đã có tất cả 6 lần gặp gỡ trên khắp mọi mặt trận, tuy nhiên trong đó chỉ có Uzbekistan là cái tên biết đến chiến thắng. Thậm chí trong cả 6 trận thắng đó, thì không có trận nào họ ghi ít hơn 3 bàn vào lưới Kyrgyzstan. Vì vậy, dù cho huấn luyện viên Katanic có thử nghiệm với đội hình nào đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ dễ dàng có được thắng lợi trước đối thủ. Soi kèo Kyrgyzstan với Uzbekistan. Tất nhiên, với việc Uzbekistan đang là đội bóng luôn luôn bắt nạt Kyrgyzstan trong 6 lần gặp nhau gần nhất, thì việc mà họ đang chấp đối thủ ở kèo nửa một cũng không có gì gọi là to tát. Cần biết, Uzbekistan không chỉ đang áp đảo về thành tích đối đầu với Kyrgyzstan, mà trong đó họ cũng đã toàn thắng kèo châu Á đến 6 lần trước đối thủ. Vì vậy, sẽ không có gì quá ngạc nhiên khi mà Kyrgyzstan sẽ tiếp tục bị Uzbekistan làm gỏi trong trận đấu này. Đừng quên, Kyrgyzstan chỉ mới thắng kèo một trong 5 trận đấu gần nhất. Trong khi đó, Uzbekistan đang là cái tên vô cùng uy tín ở kèo châu Á, khi mà họ đã toàn thắng kèo cả 5 trận gần nhất, và nếu tính rộng ra thì họ đã thắng kèo 8 trong 10 trận vừa qua. Soi kèo tài xỉu Kyrgyzstan với Uzbekistan. Kết quả trong 4 cuộc đụng độ gần nhất giữa hai đội đã cho ra 3 trận nổ tài, 1 trận còn lại hòa kèo nhưng cũng có đến 3 bàn thắng được ghi. Vì vậy, với tỷ lệ tài xỉu mà các sàn giải trí đang đưa ra hiện tại chỉ đang ở mức 2.5, thì cơ sở để trận đấu này nổ tài là rất lớn. Tuy kết quả 3 trong 4 trận gần nhất của Kyrgyzstan đã về xỉu, nhưng cũng đừng quên Uzbekistan là cái tên rất thường xuyên đưa những trận đấu của mình có kết quả nổ tài. Cụ thể trong 6 trận đấu gần nhất, họ chỉ mới có đúng duy nhất 1 trận về xỉu, còn lại có đến 5 trận nổ tài. VIP, sân chơi đỉnh cao, hòa trao mỗi ngày. Dự đoán kết quả Kyrgyzstan với Uzbekistan, dự đoán tỷ số 1-2. Dự đoán tỷ lệ châu Á, Uzbekistan chấp nửa 1. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, tài 2.5 cả trận.